Chào mừng quý vị đã quay trở lại với chương trình Tần số tình yêu. Công ty ơi, công ty giờ này ổn không em? Dạ còn ổn. Công ty còn trái tim ở đó không? Em rớt rồi anh ơi. Rớt ở đâu? Em rớt trên bạn đó đó. Em bị đỏ mặt luôn. Cô em á, mới bước ra một cái là em thực sự bị choáng ngợp bởi bạn luôn. Cho anh nói một câu đầu tiên được không? Dạ được ạ. Gọi em là Nga Dễ. Bởi vì lần đầu tiên nhìn em anh muốn cua ấy. Hiện tại thì em đang ở đâu? Em đang ở quận 2. Anh tưởng ở trong tim của anh chứ. Đó mà tại sao em lại ở đây nhờ? Anh cứ tưởng là thiên thần mà phải ở trên trời chứ. Tôi đến trường quay ngày hôm nay thì anh nghĩ là lý do anh vào rất là xứng đáng. Lý do là có em. Trời ơi, ác vậy. Chưa, sắp rồi. Dỡ lên, kéo lên rồi. Rồi dán tiếp thôi.